và để có được những trận đấu này thì lời đầu tiên tôi xin cảm ơn nhãn hàng Acer OG Việt Nam đã tài trợ trang thiết bị để chúng tôi có thể thực hiện được chương trình này. Yes. Hai tay chém của Team Game TV đang đối đầu với nhau. Tối nay 6 rưỡi sẽ đánh tiếp anh em ạ. 6 rưỡi nhỉ? 7 giờ à? Vâng, như vậy là 7 giờ tối nay sẽ đánh tiếp kèo Việt Trung Online. Giới thiệu qua một chút, Igua là game thủ tới từ Quảng Ninh. Vâng, mật bí một chút đó là cùng quê với GV. Nên anh em cũng hiểu được một phần lý do tại sao mà Igua được vào Team Game TV. Em được giải nhì của giải Ba Liên Tỉnh năm 2017. Và tên thật là Nguyễn Quang Trường, sinh năm 1997, năm nay 20 tuổi. Vâng, cái trường hợp của It War thì tôi còn hiểu được một chút là tại sao em được vào Team Game TV, là bởi vì cũng có quan hệ một chút với GV. Nhưng mà cái trường hợp của Mạnh Hào rất khó hiểu khi mà anh chỉ đạt được, vâng, anh còn không qua được vòng bảng của giải Liên Tỉnh năm 2016, mà tôi không hiểu sao vẫn được vào được Team 1 Game TV, tôi cũng đến cạn lời thôi. Nhắc đến Nguyễn Quang Trường, It War tôi lại nhớ đến Mạnh Hào, không thể hiểu nổi. Trường hợp của Mạnh Hào là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Tối nay ai bình luận á, có lẽ rằng vẫn sẽ là những bình luận viên của phía bên Pau thôi. Như vậy là trận đấu đầu tiên đã được bắt đầu. Solo C. Chị Boy vẫn như thường lệ, vẫn soi quần thôi. Đây là bãi quả dành cho Chị Boy. Thao tác của Chị Boy đang khá chóng mặt, có thể tìm được bầy, vâng, bầy hiệu, nhưng đây là thời điểm hơi muộn màng rồi. Sẽ là chiếc BG để có thể ăn quả. Vâng, quả như vậy là rừng lá xấu dành cho Hello Chip Boy. Tôi nhìn qua là tôi thấy là đây thế dâng A rồi. Hai cánh rừng dừa, không phải là những cánh rừng để có thể đánh chắc nhà ở khoảng thời gian dài dành cho Chip Boy. Gỗ đầu cũng không phải là quá gần, chính vì thế mà tôi giữ đầu gỗ đầu cũng không phải là quá xa. Chính vì thế mà Chip Boy rất tự tin có thể thiết kế trước BG chay luôn. Một vòi dành cho Chip Boy có hiệu. Cami ơi, đánh nốt một trận là nghỉ à? Đúng rồi anh ơi, AM Việt Trung Online thì tỷ số đang là hai đều, đánh đúng một trận nữa thôi. Nhưng mà anh em cứ yên tâm, nói một trận thôi nó còn đít nhiều lắm, thoải mái. Vâng, tôi vẫn nhớ là cái hôm đánh bù bêu với cả Minh Nhật là ai đấy. Vâng, đánh tỷ số một đều, đánh có 3 trận thôi, đánh từ 6 giờ đến 9 rưỡi tối, 3 tiếng đồng hồ. Để anh em cứ thoải mái mà chơi, anh em thoải mái mà xem. Và anh em nên nhớ một điều rằng là những cái kèo đánh bù của Việt Trung Online thì sẽ không thu phí đâu. Chắc chắn sẽ không thu phí. Một hit dành cho Chip Boy. Chúng ta hãy cùng quay trở lại với trận đấu này. Anh Dũng Béo 123 bảo là Mạnh Hào là em, anh Ba Hưng, em cũng nghĩ vậy thôi. Vâng, em nghĩ là chỉ có thể là em của anh Ba Hưng thì mới có thể được thôi. Vâng, game thủ nào mà đánh không qua được vòng bảng của Liên Tỉnh mà vẫn được đánh Team 1 Game TV thì tôi cũng đến cạn lời. Vâng, thành để có thể đạt được thành tích như Mạnh Hào không chỉ là em mà có thể có lẽ rằng bất cứ ai cũng có thể làm được. Vâng, không qua được vòng bảng nhá mà chả làm được, cứ đăng ký là được thôi. Rất đơn giản. Vâng, chết một dần ở Chị Boy. Bài khá nghiệt dành cho Chị Boy trong trận này. Vâng, bắt đầu mở phần thưởng dành cho Chị Boy. Thắng trận này sẽ là 20k. Anh em cổ vũ Chip Boy mạnh lên nào anh em. Em sẽ khởi xướng phong trào donate cho Chip Boy đầu tiên với 20k nếu như Chip Boy có thể thắng được Igua trong trận đấu này. Một bài xấu dành cho game thủ Chip Boy. Hay nó ngủ với GV á. Em Dũng Béo ơi, vừa phải nhá. Vâng, em nghĩ thế này thì nó hơi quá. Thêm một bài hiệu nữa. Thực ra đây cũng không phải là bài quá xấu, nó chỉ là một bài xấu vừa vừa thôi. Nếu như mà không chết dân thì đây cũng không phải là một bài quá xấu đâu. Bởi vì rừng cũng khá ổn. Hai hiệu to với cả một hiệu, một voi, có một voi về nhà. Một hiệu đóng ở
27. Rừng xấu. Nói chung là không thể phủ nhận đây là bài xấu, nhưng không phải nói là đây không thể nói là bài quá xấu được. Xấu vừa vừa thôi. Hai mươi lăm nông dân dành cho game thủ Hello Chip Boy vẫn đang chưa kích đời nên đời là khá muộn trong trận thiếu này, khi mà quả đầu cũng là một bãi quả xấu. 805 với 25 nông dân sinh, chính xác hơn đó là công thức 26-1. Vâng, Itgua là một thành viên của team Game TV. Em được giải nhì liên tỉnh nên em được vào Game TV. Còn không được khóc là được giải nhất liên tỉnh năm 2016. Và tất nhiên là quê cũng ở Quảng Ninh. Nó làm cho tôi có một cảm giác rất khó hiểu trường hợp của Mạnh Hào. Mạnh Hào không phải quê Quảng Ninh. Vâng, và thứ hạng của anh ở trong giải liên tỉnh 2016 chỉ là vâng chưa qua được vòng bảng. Rất khó hiểu. Vâng, nhưng Mạnh Hào là game thủ mà hay sang Quảng Ninh chơi à. Đấy chính là nguyên nhân. Anh Dũng béo có uống bia không? Anh em mình tỉ đi. Quay trở lại với trận đấu này, đây là vài trận đấu, một trận đấu mà Chip Boy lên đời rất muộn. Vâng, các game thủ trẻ gần đây của Game TV hầu hết là đến từ Quảng Ninh hoặc cũng phải có một cái liên hệ gì đấy với Quảng Ninh thì mới có thể được vào được. Mạnh Hào là một game thủ mặc dù không phải ở Quảng Ninh nhưng anh cũng rất hay đến Quảng Ninh để có thể chơi. Vâng, nếu như vậy thì tôi lại có một vấn đề sinh ra, đó là U98 ở Thái Nguyên thì không biết là có hay sang Quảng Ninh chơi không, mà cũng được vào team Game TV. Ba mươi lăm phần trăm tới từ Itgua. Dường như Itgua đang muốn đi dâng A bài này. Vâng, phương châm của Itgua khi đối đầu với những game thủ được đánh giá là cửa trên mình đó là đi dâng A. 35% chắc chắn đó sẽ là một bài dâng A dành cho Itgua trong trận thiếu đầu tiên. 35% năm xe giò à? Vâng, như vậy là theo thông tin của Chip Boy báo về, đó là năm xe giò dành cho Itgua, không phải là một bài đi dâng A. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Itgua sẽ đánh như thế nào khi đối đầu với muộn. Vâng, lên đời muộn và lực yếu dành cho game thủ Hello Chip Boy, nhưng Itgua lên đời cũng rất muộn. Itgua cũng lên đời rất muộn trận này. Có lẽ rằng Itgua sẽ là một bài đi đánh châu dân nhá. Bởi vì đây là một trận đấu mà Chip Boy đánh với 25 nông dân kích 13-5, tức là nếu như mà đánh 28 dân cũng có thể kích sớm hơn được cái thời điểm mà Chip Boy kích ở trong trận đấu đầu tiên này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Itgua là có điểm số cao hơn. Thêm một cái dụ nữa. Tối nay đánh mấy trận hả Kami? Theo lý thuyết thì tối nay đánh Việt Trung Online chỉ đánh một trận thôi, nhưng có lẽ rằng em dự đoán chắc rơi vào tầm khoảng chục trận, bởi vì nó sẽ bị đít liên tục. Chip Boy soi dần liên tục. 29 dần tới từ game thủ Hello Chip Boy và 33 dần tới từ Itgua. 5A dành cho Chip Boy trong trận này. Rừng là khá xấu dành cho Chip Boy. Một bài mà Chip Boy sẽ không thể đánh được quá lâu. Nhưng khi mà đối đầu với Itgua, một game thủ trẻ và được đánh giá không quá cao, thì tôi nghĩ rằng Chip Boy cũng hoàn toàn tự tin thôi. Vâng, turn đi quân đầu tiên của Chip Boy là vô cùng ảo, nhưng Itgua cũng đang có mặt ở đây. Pha điều rồi. Itgua cần phải làm tốt ở trong trận thiếu này. Turn cung đờ đầu tiên của game thủ Itgua đi rất tốt. Nó lao thẳng vào giữa ruộng chính của Chip Boy. Và Chip Boy sẽ không thể sóc đều được tân cung đờ thứ tư. Chỉ là 3 tân cung đờ đều dành cho Chip Boy mà thôi. Liệu rằng Chip Boy có thể vẫn kết thúc được đối phương bằng 3 tân cung đờ của mình đang có hay không? Vâng, Itgua vẫn đang đánh rất tự tin. Những tân cung đờ đều tới từ game thủ Itgua. Itgua đang chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng vâng, em có mặt ở trong team Game TV không chỉ bởi vì quê ở Quảng Ninh, mà còn vô vàn nhiều lý do khác nữa.
41-48, tiếp tục đẩy lùi những tấn công của game thủ Hello Chip Boy về phía phần sân nhà của mình. Nhưng Chip Boy đang có bãi quả để có thể ăn hoàng. Em vẫn đang sóc được 5A đều. Các bạn có thể thấy rằng Chip Boy vẫn đang đánh rất tốt, nhưng ít của cũng không hề tệ. Cần phải tiếp tục điều trong tình huống này tới từ ít của. Ít của đang ít quân hơn. Vâng, ít của đi quân lỗi rồi. Em đang mất tay, vâng, để có thể bắn nông dân của game thủ Chip Boy ở phần sân nhà. Vâng, Chip Boy đang bị mất tham khá sâu. Tham lai là 37, nhưng bây giờ sẽ một tình huống đập dần tới từ game thủ Hello Chip Boy. Nhưng Chip Boy bị bắt quần và tỷ số là 1-0 để cho ít của ở trong vòng đấu thứ 3. Bài khá xấu dành cho Chip Boy.